Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào tất cả quý vị trong chương trình 5 phút Phật Pháp hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, tất cả chúng ta sinh ra và lớn lên trong cuộc đời này đều đi theo một quy luật, đó là sinh lão bệnh tử. Đi kèm với tất cả những cái sinh lão bệnh tử ấy là buồn vui, tốt xấu, khen chê, được mất. Mà mấy ai trong cuộc đời của chúng ta có thể nhẹ nhàng, thanh thản đi qua tất cả những cung bậc của cuộc sống ấy. Trong chương trình 5 phút Phật Pháp hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện. Chuyện kể rằng, có một vị tiên nhân tu hành lâu năm trên núi và ông ta đã luyện được một lá bùa. Thế là ông xuống núi và đến gặp vị quốc vương của mình để trao lá bùa ấy. Khi gặp vị quốc vương, vị tiên nhân thưa như thế này: Tâu đại vương, tôi là một ẩn sĩ lâu năm ở trên núi đồi hoang vắng. Hôm nay xuống đây xin gặp đại vương là vì muốn trao cho đại vương một lá bùa mà bấy nhiêu năm nay ở trên núi tôi đã luyện được. Vị vua vô cùng hân hoan và chấp nhận quà tặng của vị tiên nhân. Vị tiên nhân thưa với đại vương rằng: Tâu đại vương, khi nào mà đại vương gặp những chuyện trái ý nghịch lòng, hay khi nào đại vương gặp những việc mà thập tử nhất sinh, thì hãy đem lá bùa này ra mà sử dụng. Vị vua nghe theo lời của tiên nhân, cho nên đem theo lá bùa bên mình. Có một lần nọ nơi chiến trận, vì thất trận, cho nên trên con đường truy sát, vị vua phía trước thì đối diện với hố sâu vực thẳm. Phía sau của mình là những người truy sát đang đuổi theo. Trước cảnh thập tử nhất sinh ấy, vị vua nhớ lại lời của vị tiên nhân năm nào và lấy lá bùa ra để sử dụng. Khi lấy lá bùa ra để xem, thì vị vua thấy trong đó chỉ có vỏn vẹn một câu, đó là: cái này rồi cũng sẽ qua đi. Vị vua biết chắc chắn rằng điều này đã ứng hợp với lại hoàn cảnh của mình ngay hiện tại. Cho nên ông ta nghĩ được rằng cái hoàn cảnh bi đát này đây rồi sẽ đi qua. Cho nên ông ta cố gắng vượt thoát và cuối cùng đã vượt thoát được. 5 năm sau, trên ngai vàng cao nhìn xuống quần thần đang phủ phục, vị vua kia cũng lại nhớ lại lời ở trong lá bùa năm nào: cái này rồi cũng sẽ qua đi. Và giờ này đây, ông ta biết chắc chắn rằng ngai vàng mà bao nhiêu năm nay mình gầy dựng, bao nhiêu năm nay mình vơ vét của cải khắp mọi nơi để tô bồi cho mình, tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi. Khi giác ngộ được điều đó, vị vua lấy nhân để trị thế, đem lại an lạc cho mình và cho tất cả chúng dân của mình trong nước. Kính thưa quý vị, sống trong cuộc đời này, mấy ai trong chúng ta tránh khỏi những buồn vui, những tốt xấu, những khen chê, những được mất. Tất cả mọi thứ rồi sẽ bị phủ mờ dưới lớp bụi thời gian. Tất cả đến, tất cả đi như chưa từng đi đến trong đời của mình vậy. Hôm nay, trong chương trình 5 phút Phật Pháp ngắn ngủi, chúng tôi xin gửi đến quý vị lá bùa ấy. Đó là: cái này rồi cũng sẽ qua đi. Để rồi khi tất cả các vị đối diện với dòng đời, những cung bậc của cảm xúc, buồn vui, tốt xấu, khen chê, được mất, nó đến và nó đi, thì các vị biết được rằng đó chính là quy luật của đời sống. Cái gì rồi cũng sẽ qua đi. Chúng tôi cầu chúc cho tất cả các vị luôn an lành, luôn hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại này. Giây phút hiện tại này còn thì chúng ta sẽ còn. Giây phút hiện tại này không còn thì chúng ta cũng sẽ không còn nữa. Những cung bậc cảm xúc chỉ có mặt giờ này mà thôi. Cầu chúc cho tất cả các vị luôn thanh thản, nhẹ nhàng trong cuộc đời này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.